Cá nhân mình ha, giờ thì mình sẵn khùng để mình đi bắt họ mi con về ha. Thì tí nữa mình sẽ quay cho anh em xem nó như thế nào ha. Thì họ mi con này thì để xem nó như thế nào. Thì con mi này hồi xưa giờ thì anh em nào mua chim mình chắc chắn là sẽ biết bố mẹ. Thì cặp này thì có ông anh mình cũng đưa cho mình thôi. Mình đã về nhà ha, chỗ thân quen ha. Đây là cái chỗ sưởi ấm của mình. Và chim thì ở đây. Mình bắt nó ra, mình quay cho mọi người xem khui hàng. Trong này nó cũng khá là đói rồi đó ha. Đây em giờ thì cho cỏ ra rồi xong bắt nó ra. Đây cái bé nhỏ nè, à, cái này là hoa mi nha. Nhảy tùm lum hết đó, giờ đây cho nhảy. Nói chung là cái đống cỏ của mình lúc nào lòng cũng đầy ập cỏ hết á. Mình bật đèn lên cho anh em xem. Cho nó vô trong ha. Đây nè, cái này chắc phải sáng cho ăn mà chứ giờ anh không ăn đâu. Mình lấy giấy vô trong này nè. Cao rồi ngủ. Nó cho nó ăn một con dế sữa. Dế này mới lọc. Còn tấn tươi à. Chơi kiểu khác. Mình này hai mày con
chắc mình cũng xin kết thúc video tại đây ha. Thì sáng mai có gì mình sẽ quay lại cho anh em ha. Giờ thì anh kêu rồi. Thì bây giờ mình sẽ chơi nó xíu rồi cho nó ngủ. Anh này sẽ không há miệng đâu, ảnh ngủ. Nó há miệng rồi. Từ từ. Để mình cho nó ăn luôn, để xong cái mình kết thúc luôn ha. Đó, cho cả nhà xem. Ảnh dậy rồi. Anh ngủ nãy giờ. Anh kia anh thấy con kia đòi ăn cái anh vô anh giành. Chú con. Nè, mày chơi kỳ, mày cho mày nhảy lên người em, mày đứng. Nhảy nữa. Chờ mày nhảy vô em mày đứng rồi vậy sao được. Cho mày ăn ngon cái nhảy vô người nhỏ kia đứng nữa. Nghe con, không có đè luôn em. Nó bắt đầu bay tiếp, quậy. Hồi nãy bác bỏ vô thùng thì nó quậy tương bánh luôn á. Tưởng là anh ngủ rồi, giờ về quậy tiếp. Nhảy ghê không? Họ báo trường mẫu giáo nè. Còn anh kia mở mắt ăn được cục cái ngủ tiếp à. Và đặc biệt nha, mình cũng chia sẻ luôn, mắt của con chim non nó cực kỳ yếu ha, cho nên anh em có gọi đèn thì chịu khó, đừng có gọi đèn nào mà cường độ chiếu sáng nó quá cao ha, hoặc là nó quá nóng, thường thì nóng quá thường thường mấy cái đèn pin to to thì nó sẽ rất là nóng ha, gọi khẳng từ tiếp trong mắt nữa thì bỏ tay ha, còn anh em sử dụng đèn LED thì nó mặc dù nó sáng thì nó sáng nhưng mà nó cũng không có nổi là nó ảnh hưởng tới con mắt con chim ha. Mà đừng có quay mà để kìa cái đèn nó sáng nó vô mắt ha. Còn tại là mình xài cái đèn bằng điện thoại ha, chứ không có xài bất cứ đèn nào khác ha. Còn có ấm á, thì mình xài dùng cái bóng đèn này để mình ấm ở ngoài luôn, chứ mình cũng không có đem mà đặt cái bóng đèn vô trong này. Đó, thì cái đó cũng có nhiều cái mà. Thì mọi người tùy theo ha. Có hỏi là mong tin mọi người hỏi là thử xem mà sẽ biết được liền là kết quả nó như thế nào à. Ok vậy nha, giờ thì mình chắc cũng xin kết thúc video tại đây nha. Chào tạm biệt tất cả mọi người nha.